Vô thì như mọi người thấy ở bên này ha, chúng ta đã có được chính thức banner của Silhouette cũng như là Chiori cũng như là vũ khí của những nhân vật này. Và trong cái video này thì như mọi người đã đọc cái tiêu đề rồi thì mình sẽ bàn luận một xíu về nửa đầu banner này cũng như là coi mọi người có nên roll trong banner này không. Và nửa sau nó cũng như vậy ha, tuy là chúng ta chưa biết được nửa sau nó gồm những nhân vật gì, nhưng mà mình nghĩ là giờ nói trước về cái chuyện mà chúng ta có nên roll nửa sau hay không, hay là nên tích cho 5.2 thì đó, nó cũng là một cái điều khá là hợp lý ha. Bây giờ thì chúng ta vào luôn video đi. Ok, đầu tiên chúng ta có cái banner có thể gọi là 4 sao tệ nhất lịch sử của chúng ta, đó chính là Cooley. Cooley thực ra không tệ lắm nha, Cooley vẫn là một con cấp cấp thảo rất là mạnh ngang với lại nhà lữ hành. Nhưng mà hai nhân vật còn lại chính là Candice và Dory. Thì hai nhân vật còn lại thì nó có một vài vấn đề khi mà mọi người sử dụng á, và thường là không khuyến khích mọi người build những nhân vật này để chơi lắm, trừ khi là mọi người thích cực kỳ những nhân vật này để mà chơi thì đó là không vấn đề. Nhưng mà dàn 5 sao ở trong cái banner lần này rất là khỏe ha, nó gánh được cả cả những nhân vật 4 sao này, tiêu biểu chính là Silhouette. Silhouette được đánh giá hiện tại là một trong những nhân vật mạnh nhất của chúng ta ở gọi là về cái vụ support, và khả năng cao là cô ấy còn có thể mạnh hơn cả Kazuha, là một trong những nhân vật support mạnh nhất hiện tại của hệ phong, và cũng như là một trong những nhân vật support mạnh nhất hiện tại nói chung luôn, nếu mà mọi người đang không nói tới lại support cho hệ phong và support cho hệ thảo. Còn Chiri thì là một sub DPS bình thường thôi, không có chuyện gì, không có vấn đề gì với cô nàng này ha. Tuy là đang gọi là không quá nổi bật nhưng mà cô ấy vẫn là một sub DPS nham tốt, có thể thay thế vị trí của Abiddo nếu mà mọi người không có Abiddo và muốn đi mono nham hoặc là đi với lại Navia ha. Đó, nhưng mà riêng 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 lần này riêng Navia á, thì mình lần này nham thì có siêu nem mạnh quá, cho nên là nếu mà mọi người chỉ có nhu cầu sức mạnh á thì chắc chắn là chúng ta roll roll Silhouette ha. Và kiểu như là bỏ vàng 4 sao đi luôn và chúng ta vẫn có thể roll Silhouette được đó. Nhưng mà đó, bởi vì cái sức mạnh của Silhouette trong beta nó mạnh, thực sự nó mạnh như vậy ha. Đó, nhưng mà đó chỉ là những bạn đang có ặc ổn rồi và đang muốn nâng cấp sức mạnh của mình, hoặc là đang thiếu một xíu gì gì đó và muốn có một con support mạnh 5 sao đầu tiên của chúng ta, hay là thứ hai thứ ba để mà chúng ta có thể đi la hoàng ổn hay là các tình trạng endgame ổn á, thì mình mới khuyên thì chơi Silhouette ha. Nhưng mà đối với những bạn mới bắt đầu cái account này á, cái tài khoản của mọi người á, mà mọi người muốn đợi banner để mà roll á, thì banner này mình lại không đánh giá là một banner tốt, bởi vì mọi người thiếu những con support 4 sao mạnh, lúc đó mọi người mới tạo ặc, mà trừ khi mọi người có Bennett ngay từ đầu nè, thì chúng ta chỉ có Silhouette, chúng ta chỉ có Sengling thôi, rồi chúng ta không có Xin Chiêu, chúng ta không có những nhân vật mà 4 sao mạnh, Kuki Shinobu rồi các thứ. Cho nên là nếu mà mọi người roll cái này thì mọi người có khả năng lệch, nhưng mà mọi người nếu mà mọi người trúng đi nữa thì mọi người cũng chỉ có một con Silhouette thôi là support mạnh của mọi người, và ba con còn lại thì mọi người sẽ phải sử dụng tạm thời. Và mọi người build những nhân vật này thì mình không đánh giá là tốt cho lắm ha, nếu mà đang 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 muốn hướng tới cái độ hiệu quả cho cái tài khoản của mọi người. Thì đó, cái lời khuyên của mình là nửa đầu thì nếu mà mọi người muốn nâng bậc á thì mình mọi người all in Silhouette ha. Theory thì cũng là một nhân vật không tệ, nhưng mà mình nghĩ là trừ khi mọi người thích cô nàng này á thì mọi người vẫn nên roll Silhouette hơn, bởi vì cái hiệu quả của Silhouette mang lại rất là lớn. Và nhưng mà nếu mà mọi người là một newbie và mọi người đang thiếu nhân vật á, thì mình nghĩ á, nên đợi coi nửa sau có gì, nửa sau cái banner Hu Tao và Nahida có những nhân vật 4 sao nào. Nếu mà ngon ở nhân vật 4 sao á, thì mọi người nên roll nửa sau, một là lấy Nahida, hai là lấy Hu Tao, và vừa cùng lúc đó mà làm giàu cái đội hình của mình bằng những nhân vật 4 sao mạnh luôn ha. Đó, cái đó ý kiến của mình là vậy. Banner vũ khí thì mọi người có thể thấy ha, Khúc Ca núi đá và Uraku Mitsugiri. Thì khúc ca núi đá là một cây vũ khí rất mạnh cho cả Chiori lẫn Silhouette cũng như Albedo. Cơ bản là cho những bạn chưa coi á, thì cái cây vũ khí này nè có khả năng bút sát tất đồng, gọi là nè nè mọi người thấy không, mỗi 1.000 điểm phòng ngự sẽ khiến tất cả nhân vật ở trong đội gần tăng 8% bút sát thương nguyên tố, tối đa tăng 25% sát thương nguyên tố là rất rất nhiều. Cho nên là cây này dành cho tất cả những nhân vật, thậm chí không có có scale theo phòng ngự nữa vẫn có thể sử dụng được, nếu mà nhân vật đó không quá phụ thuộc vào cái chuyện là nạp hay là cái gì đó như là Bennett hay gì ha, thì đều có thể chơi được cái này nếu mà mọi người không có nhân vật nào khác sử dụng ha. Nhưng mà nó sẽ là trấn để cho Albedo, Chiori
cũng như là Sinnoh sử dụng cực kỳ tốt nếu mà mọi người muốn cho những nhân vật này búp cho đội hình của mọi người mạnh nhất có thể, kè rất 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 khỏe. Mọi người có thể consider role cây này nếu mà mọi người dư giả tài nguyên. Và bởi vì giờ định chuẩn cũng chỉ còn một thôi, nên là mình vẫn sẽ khuyến khích mọi người roll roll trấn hơn ha. Rồi cái cây thứ hai của chúng ta có chính là cái cây 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 đại kiếm và cây thương. Cây thương này thì nó là hiệu quả nạp nguyên tố dòng phụ ha. Với cái hiệu quả này thì chắc chắn là chúng ta sẽ sử dụng được cho Katina rồi. Và nhưng mà trừ Katina ra thì mình thấy không không có nhân vật nào xài 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 được cho lắm ha. Cho nên là nếu mà Katina, mọi người đang build Katina thì mọi người có thể còn mọi người run cái banh này vũ khí lần này này, thì mọi người sẵn tiện mọi người cũng sẽ lấy được cái cây này và mọi người xài cho Katina luôn, nó rất là tốt ha. Còn còn lại thì mình đang chưa thấy cái cây nào mà cái cây này dùng được cho nhân vật nào tốt ha. Ok, cái thứ hai là kiếm đơn xương cứng, thì cái cây này nó cũng là một cây khá là tốt, chắc là cho nhưng mà kiểu như là cây 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 này nó khỏe bởi vì cái dòng phụ nó là tấn công ở một cây 4 sao thì nó là khỏe đối với lại một cây không có roll rồi ha. Nó nhưng mà cái này vẫn là một cái cây generic tốt nếu mà mọi người dùng cho những nhân vật cầm kiếm đơn của mọi người ha, nó không tới nỗi tệ nhưng mà nó cũng có thể có những lựa chọn ngon hơn ha nếu mà mọi người roll được cây này. Nhưng mà mọi người có thể sử dụng nếu mọi người chưa có cái kiếm đơn nào cho DPS của mọi người. Và cây này cũng khá là đẹp nữa cho nên nó một điểm cộng ha. Rồi còn lại thì ba cây này thì nó cũng không phải là tệ lắm, đã kiếm tế lễ nè, mực tây phong mật điển nè, cũng như là cung reset thì nó cũng những cây khá là tốt, nó không tới nỗi tệ ha. Và nói tới cái cây năm sao còn lại chính là Uraku thì nó cũng là một cây DPS rất là tốt nếu mà mọi người sử dụng đúng, cây chiên xài được rồi, các nhân vật ví dụ như ao hay thầm cũng có thể xài được, nó không phải là một cây tệ ha. Nó cũng sẽ là một cây khá là tốt, cho nên là cái banh là vũ khí lần này mình lại đánh giá là một cái banh là vũ khí tốt. Nếu mà mọi người có dư giả tài nguyên và mọi người muốn nhắm tới một trong hai cây này thì mọi người nên nhắm vào ha, bởi vì nó có cho dù lệch ra cây còn lại thì nó vẫn là một cây tốt, và nó cho dù nó trúng đi nữa thì vũ khí 4 sao cái thứ nó cũng khá là tốt ha. Đó rồi thì đó là cái banh lần này của nửa đầu của 5.1 Genshin Impact. Còn nửa sau thì chúng ta sẽ có Nahida và Hu Tao. Thì không biết nhân vật 4 sao là gì, nhưng mà riêng cái banner lần này thì nếu mà mọi người là một newbie á, mọi người muốn roll nhân vật á thì mình khuyên thì vẫn là roll được ha. Bởi vì Hu Tao tuy là mọi người có nhiều người nói là yếu hơn Alekino á, nhưng mà hiện tại thì Hu Tao vẫn đang thể hiện rất là tốt trong La Hoàng và không có gặp vấn đề khó khăn gì nếu mà mọi người build Hu Tao ổn ha. Đó, nếu mà mọi người thích Hu Tao thì mọi người cứ roll thôi, mình không có một vấn đề gì về về việc roll Hu Tao hết. Và Nahida cũng là một nhân vật cực kỳ tốt vì là Thảo thần mà. Cô ấy sẽ cho mọi người max sức mạnh của tất cả các team Thảo, và mọi người đang cần một một nhân vật cấp Thảo ổn thì chắc chắn Nahida sẽ cấp gọi là đáp ứng được cho mọi người nè. Mọi người cần tối đa sức mạnh team ao item hay là tối đa sức mạnh các team Thảo khác thì Nahida cũng sẽ là một nhân vật Thảo đáp ứng tốt nhu cầu cho mọi người. Đó. 4 sao thì nếu mà 4 sao tốt thì mình sẽ càng khuyên roll cho mọi người ha, nhưng mà nếu mà 4 sao không tốt và nhưng mà nếu mà mọi người newbie thì mình vẫn khuyên là lấy những hai nhân vật đó, nó sẽ ổn hơn cái banner lần này bởi vì hai nhân vật đó sẽ đi được nhiều team hơn. Và cơ bản là tuy là Huta chỉ đi được hai thủy là mình thấy là mạnh nhất á, nhưng mà Nahida á thì nó đi được tất cả các đội hình hệ Thảo, và đội hình hệ Thảo hiện tại rất là free to play luôn, mọi người chỉ cần một Nahida cộng với lại Xin Chiêu cộng với lại Kuki Shinobu là coi như là mọi người chắc chắn là có thể đi được nửa tầng của một cái La Hoàng cực kỳ đơn giản rồi ha. Cho nên là Nahida mình vẫn sẽ khuyên roll hơn nếu mà mọi người đang vừa mới chơi và cần những nhân vật mà giúp cho mọi người qua content nhanh hơn. Còn Sylvan thì mọi người phải có một DPS ổn ổn định khỏe khoắn các đã, và chắc chắn không phải hệ phong hệ và hệ thảo à, thì mọi người mới nên roll Sylvan thôi. Đó, cái đó ý kiến của mình như vậy. Còn nếu mà mình chưa biết drip marketing như thế nào mà hiện tại theo những cái gọi là những cái thông tin được truyền tay nhau á thì chúng ta có là 5.2 chúng ta chưa có Mavuika ha, nhưng mà chúng ta chỉ mới có SK thì phải. Cho nên là nếu mà mọi người muốn roll vào nửa sau thì mình vẫn sẽ khuyến khích mọi người roll thôi. Nhưng nếu mà nửa sau chúng ta có mà gọi là trip marketing, lúc mà vừa mới vô phiên bản mới mọi người có trip marketing của Mavuika thì lúc đó thì mình khuyên mọi người nên skip nửa sau để mà tích dần cho Mavuika đi ha, skip luôn nửa đầu cũng được, bởi vì chắc chắn là
Mavuika sẽ là một nhân vật cực kỳ đáng roll, thậm chí đáng roll hơn cả Sillonen đó, mặc dù Sillonen hiện tại có thể tính là Kazuha phiên bản mạnh hơn rồi đó. Và đó là ý kiến của mình thôi. Thì mọi người sẽ roll nhân vật nào vào 5.1 của Genshin Impact? Mọi người hãy cho mình những cái ý kiến của mọi người ở dưới phần bình luận của video ha. Mọi người, nếu mà mọi người thích những cái content này thì mọi người hãy cho mình một like, một subscribe và ấn vào nút chuông để mà ủng hộ mình làm thêm những cái content kiểu như thế này ha. Và hãy ủng hộ WeBull Game ở dưới phần mô tả của video nhé. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau. Bye bye.